Ui rét Trời thế lạnh này. như này ngồi ăn lẩu thì Ngồi rét ăn chờ là, đâu ạ. nồi lẩu ấm thế này thì tuyệt vời lắm. Xe lửa, xe lửa. Trời ơi. Này lại còn mất điện nữa chứ. Chào 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 chim, chào chim. Đi ngồi ăn lẩu thì quá hợp lý không ạ? Wow. Béo không? Wasada. Chim nhà mình nó béo lắm, nó ăn lúa nhiều. Ôi. Cho cả vào. Hai con trước lại nhỉ? Hai con thôi, cho con này. Hả? Con này. Ừ, cho nó. Cho vào. Lấy con nào thì cho. Béo tròn rít. Phao câu nó còn không lôi được ra luôn được cả. Cầm 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 anh. Đấy. Cho cái này vào cho nó ngọt. Ngọt nước. Nước xương, nước xương anh em mình nấu nước xương rồi đó. Đấy, cái này ăn nhanh này. Ừ, đấy, đổ vào. Đấy là tim nhá mọi người nhá. Tim gan với lại mề. Tống tất vào nhưng luôn. Cái này ăn nhanh. Đấy, nhúng nó xuống. Đâu, đợi em đôi đũa. Rồi. Đấy bạn. Đấy, từ từ. Cục chân xuống. Đấy. Sợ, đậy lại. Mọi người thấy vườn rau của anh em mình thế nào? Ăn nhầm. Vườn rau của mẹ mình. Yeah. Ấm hết cả chân luôn rồi nhỉ. À, ngồi trong này ẩm lắm nhé. À, trong lúc đợi chim bồ câu thì đây. Có cái món này. Món này bị ok luôn nhé. Món này á? Không phải là ở đâu cũng có đâu. Trứng gà so nhá. Bé như kiểu trứng chim bồ câu nào thả ra. Chỉ nhúng, chỉ ăn gọi là gì? Cái nước đang sôi nè, nhúng vào độ phút 2 phút. Không phải phút 2 phút mà một tí thôi. Đấy. Gọi là cho nó ấm ấm rồi mọi người ạ. Rau, sẵn rau. Rau cực kỳ sạch nhá. Này, mọi người thấy một vết gì bẩn không? Không bao giờ có bụi, không bao giờ có bẩn nhá. Sáng nào mẹ mình cũng tưới tưới bằng vòi nước kìa. Bật vòi nước tự động nước nước giếng ấy mọi người. Tự động luôn. Rồi ok đấy, trứng được rồi đấy em ơi. Cho em một cái bát đi. Ăn sáng đi. Ăn sáng đi anh em ơi. Đó. Trứng trứng trần thì nhúng gọi là vừa phải thôi. Cảm giác là khi mình cảm giác là nó chín ở cái mép ngoài rồi ấy. Ở trong vẫn còn đỏ. Nhưng mà ở trong còn đỏ thì nó phải nhưng mà nó cũng phải là phải ấm ấm. Đấy. Được rồi. Thời tiết này thì phải cho nó thêm một tí. Sợ nó lạnh à? Ừ. Sợ cái ở trong trong trứng nó lạnh. Thôi từ từ. Chắc cú làm miếng rau trước đã. Kiểu làm rau ăn free. Chim bồ câu thì khả năng sẽ khoảng tầm 15 phút 19 được. Rau sạch, rau sạch. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon đấy. Ngon. Quên mất, chim bồ câu nên phải cắt ra. À từ từ, làm quả trứng đã. Làm quả trứng đã. Nào, tôi chọn đi. Xanh hay đỏ hay tím hay vàng? Em thích đỏ. Đỏ đây. Ok. Đây, đây sẽ là cách ăn trứng trần của anh em mình. Gõ gõ. Đấy, như thế này là được rồi nhá. Rồi, tức là nó, cái lòng trắng nó đã chín chín tới. Đấy, gõ bên này. Úi, thấy chưa? Vừa khéo đẹp luôn. Sạch sẽ luôn. Ngọt. Ngọt cực luôn. Báo đệ thì nó sở trường món này rồi. Không nói làm gì. Nó phải chọt phát. Nó cứ phải chọt phát đúng không? Ống nhòm được luôn. Đấy, bây giờ sẽ cắt chim bồ câu ra cho nó nhanh chín nhé mọi người. Để đây bón phân cho nó luôn. Cho ngọt nước. Dạ. Tuyệt vời luôn. Ngon đấy. Chim bồ câu nó béo. Cái mùa này mùa đông nó tích mỡ cực rất là nhiều. Ui à. Đây là ngô mình hay là ngô à ngô mình. Ngô ngọt. Ngô ngọt, ngô ngọt. Chứ không phải là ngô chim ăn. Làm sạch sẽ rồi mà. Tưởng ngô chín nữa thì chết thì chết. Không ổn tí nào. Đáng nhẽ ra chim bồ câu phải ướp đấy nhưng mà anh em mình để này cho ngọt. Chim bồ câu nhà nuôi mà, thế nên là không ngại gì cả. Đấy, chính ra hôm nay là anh em mình chỉ mua mỗi cái nấm kim châm thôi, còn nấu tần của nhà.
toàn đồ nhà làm ra đấy. Trứng của nhà này, rau của nhà này, chim của nhà. Ngô. Ngô á, ngô của đồng. Ngô của đồng. Tuyệt vời luôn. Thôi để to to, chém to kho mạng này. Đấy, cắt cắt nhỏ, cắt đôi ra. Úi trời. Em đặt hàng. Mùa đông năm nay à, ui, mùa đông năm nay thì à, không lạnh mấy, nhưng mà mấy hôm nay thì lạnh hơn những hôm khác. Lạnh quá mọi người ạ. Cực kỳ rét. Lạnh nơi mà muốn đi câu cũng chẳng muốn đi nhỉ, chỉ giúp trong chăn thôi mọi người ạ. Lạnh này trong chăn mới quanh quanh ở nhà thôi. Lạnh này ngồi làm nồi lẩu, nhâm nhi ba chén rượu. Hết giờ này, anh này nhìn này. Hết giờ. Kiến à? Kiến. Mặt mặt à? Ây à. Nó cũng nhanh chín thôi, chỉ một cầu cũng nhanh chín thôi. Rất mềm, đây là chim bồ câu non nhé mọi người nhé. Không phải chim bồ câu già đâu. Thường ở người ta bán chim bồ câu ấy, là chim bồ câu chuẩn bị biết bay hoặc biết bay một tí rồi ấy. Thì sẽ đem bán như kiểu những con chim anh em mình đang ăn đây. Tại vì chim non nó béo hơn chim già. Lâu quá, thì em ăn tí nóm nữa. Chim non béo hơn chim già mà nó còn kia hơn. Nó còn... Ôi à. Thôi im nóm mẹ. Ê, đây em một quả trứng nữa, em một hớp quả trứng nữa. Một chén quả trứng. Ok. Wow. Ok nhá. Ok nhá mọi người nhá. Trứng này. Đây, cho quả nhỏ nhỏ. Thả luôn này. Đấy. Mình sẽ kiếm một quả dài ngoăng. Quả dài ngoăng đâu rồi? Có một quả dài ngoăng. Quả xa đạ. Đấy. Anh cho quả lẩu thái chưa? Rồi. Mời tất cả mọi người nha. Đấy, ít thôi, lẩu thái ngon, chủ yếu nước xương. Đây. Ừ. Quả này là quả trứng. Ngọt ơi. Trứng dài nhá. Đúng rồi đây. Làm đôi quả, ba quả trứng. Từ từ, vung đâu. Đậy lên một tí. Đây vừa mới nhúng ra cho mày hả? Được rồi, một lúc rồi. Một lúc à? Còn đây, à, đỗ non. Ui. Ui, sống. Ừ. Ai bảo anh là sống đây này? Đông người á, nhìn chặt vào có tuyết này. Thấy chưa? Thì chả sống là gì? Ui. Ừ. Nói chung là ăn cái món này là tốn sức lực lắm. Rồi. Mọi người biết tại sao? Mao đệ thì nó không tốn đâu, nhưng mà anh em đàn ông là nghiền cái món này lắm đấy. Nhưng mà ở Hà Nội thì không phải lúc nào cũng có trứng gà để mà ăn đâu. Trứng gà so để mà ăn đâu. Thế em đi hái ít đỗ nhé. Gà ta đây. Ừ. Em hái ít đỗ vào nhúng nổ ăn hết nở luôn. À. Đang cống chân. Hái đỗ non đấy nhá. Hái đỗ non đi nhá. Ok. Đấy, mình toàn hái đỗ non luôn mọi người. Mọi người yên tâm. Tại vì rau nhà máu này ta toàn rau sạch. Mới phun thuốc xong. Nên là không sợ là có sâu bọ gì đâu mọi người. Mới phun thuốc trừ sâu xong. Nên là sâu nó sợ nó chảy hết. Nói thế cho mọi người hiểu đủ sạch à? Hay là thế của nhà ăn mà nên chỉ có nước lã thôi, nước lã mới do thôi. Ở quê này thì cứ ra nhặt ít trứng gà mới cả, hái ít rau mới vươn là xong bữa trưa rồi. Hái cho tao mấy cọng hành đấy. Hái cả củ không? Điên à, củ là phải đi rửa. Ok. Hái cọng cao thôi. Cọng, cứ hái cao cao này lên. Tại vì ngày nào nó cũng tự rửa rồi mà. Rồi, thế thôi. Tí nữa ăn tia, ăn và hái tiếp cho nó tươi. Ok. Đã. Ui, cha cha. Đóng vào đây luôn cho bỏ tươi. Bỏ nồi đi anh ơi. Từ. Đây. Đóng hành vào. Ui. Món hành này ăn
sướng lắm. Thằng anh nó mới phê mà nhỉ. Anh nó mới phê. À, từ từ, mày nhấc. Ơi, kim châm. Từ từ, kim châm cái gì? Đây, mày thả cục này vào. Ok. Úi dồi, bà. Từ đã, cắt này ra nó nổ gì lắm. Không nổ đâu, không nổ đâu. Không sợ. Thả cả vào, không nổ. Nào. Đấy, thảo nào từ lúc nó không sôi. Hết cồn rồi nhỉ. Hết cồn, hết cồn. Nếu mà ở góc này mà đun lửa ấy, thì sợ cháy hết cái vườn rau của nhà Marika. Mỹ Marika. Sợ. Nào, cho sang bên kia. Còn trứng không? Còn dưới. Nhưng mà trứng chín mất rồi. Chín rồi á? Chắc thế, để từ lúc nãy mà. Có đâu. Bị bà. Đâu đấy ấy. Bịp ơi. Mà lại cá bịp. Phí phí phí. Đây. Ui. Ui à. Ui. 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 Dâu ơi. Áo anh em với dâu. Dâu ơi dâu bẩn. Đúng rồi để dâu nhìn sợ vãi. Anh đứng quá lịch sự. Ui ơi. Mồm miệng như kiểu bị con chó bị dại ấy. Dâu ơi. Tổng lại như chủ mặt đi. Dâu anh vàng khe như nhuộm luôn đấy. Xin phép mọi người. Tại vì quả trứng mình bóp ở một đầu ấy, mình rít mạnh nó không có hơi, mình không nhả ra thế nó phọt nó vơ cái nắp nó phọt rồi phát ra. Ăn uống xong không sạch sẽ đi ra rồi nhỉ. Ui. Mày đã cộng hành này. Hành chín rồi. À, ngon. À, hơi lỗi kỹ thuật một tí mọi người ạ. Quả trứng nó bị vỡ. Bị vỡ, không biết ăn gì có. Mà lỗi kỹ thuật mà lại căn bản là thiếu rượu. Ấy, trời ơi, chén tiếp em ơi, đây đây, cho sang bên kia. Cầm này. Đấy, chim chín rồi nhá mọi người nhá, nó nhanh chín lắm. Mà mình thích ăn hành, mình làm một tí hành trước. Em phải làm tí hành á. Nhiều người không ăn được hành lắm mọi người ạ. Hành thì ăn nó hơi kinh. Hành thì ăn nó hơi kinh. Thế nên là nhiều người không thích ăn hành. Nhiều người không ăn được á. Ngon. Ngọt nước béo. Độ ngọt lắm. Tuyệt vời. Mình sẽ thử một cái đùi chim này xem chín chưa nhá. Trời ơi. Trời ơi là trời. Tuyệt vời luôn. Mời mọi người nhá. Ui bốc hơi này ăn nóng này sướng. Em lại thử một cái đùi chim mới được. Chín tới, chín tới. Ngon đấy. Vừa chín tới luôn. Ngon, ngon. Ngọt lắm. Wow. Đây. Khó quá một tí. Mời tất cả mọi người nha. Ăn chim bồ câu ngay cho mình ngoài vườn rau. Ui, bốc hơi nóng nóng ăn ngon cực luôn. Rất đâu mùa đông này. Ngọt lắm mọi người ạ. Nó ngọt, nó ngon. Nó ngọt, nó vừa chín tới á. Ngọt lắm. Mà mình khó qua rồi á, nó dai dai nữa. Bình thường chim bồ câu thì nó sẽ nó non, nó mềm. Nhưng mà mình khò qua cái da nó dai dai, ngon lắm. Tuyệt vời. Đúng rồi. Ăn là nó phải là cái đùi to nha em ơi. Chuẩn bài. Ăn nó mới ngập mồm đúng không ạ? Chuẩn bài, không nên ướp, không nên ướp. Ướp nó mất vị lắm. Để nguyên thế này, vị ngọt của chim bồ câu. Nó tuyệt vời. Ôi dồi ôi. Đấy, làm tí rau nữa. Quá trời đã. Trời trời ơi. Đấy chưa, mọi người thấy rau nhà mình này. Đấy nhá, mình sẽ vặt một cái khác lên cho mọi người xem nhá. Nó sạch kinh điển luôn. Nó không có một tí nào. Đấy, thấy chưa. Đấy, không có một tí bụi, tí bẩn nào luôn nhá. Nó phải tầm cỡ như thế. À đâu, quên. Ăn nó phải sang chảy. Ăn cái này nó mới sang chảy.
Ngon. Này, tao không biết ăn, cứ tưởng là mình sang trọng. Sang trọng nó là như này. Anh cameraman để nát hết cả phim. Ăn phải sang chảnh như thế này này. Đây nhá. Nào lùi lại, lùi lại, lùi lại. Ừ, lùi lại. Nhìn thế này. Ăn nó phải tầm cỡ như thế này. Bạch trà. Chấm chim trước. Đấy. Tuyệt vời. Number one. Hảo chim câu. Hảo chim câu. Hảo thịt chim bồ câu. Thôi, hôm nào làm món chim bồ câu hầm thuốc bắc nhỉ? Ngon, tuyệt vời. Trời trời, anh ơi. Tim này. Tim này. Đi qua làm mười nữa. Ngon lắm. Chim, chim bồ câu mọi người biết ăn ngon nhất là cái gì không? Không phải là chim bồ câu mà tất cả các loại chim mình thích nhất đó là croc. Croc. Tiếng Mường anh em mình gọi là croc. Trẻ con hay gọi là croc cải da. Croc phủ da. Croc cải da là đầu mềm mẩy á. Vớ vẩn. Cả nó mất dạy, Sao lại mất dạy? Phà vẩn. Ừ, cắn phọt ấp à. Bỏ quá. Nha, mà để mọi người, mà để rất ghét, mà không phải rất ghét mà nghi ngờ cực kỳ nhé. Người nào mà biết nói tiếng Kinh, người dân tộc, nhưng mà biết nói tiếng Kinh, mình bình thường thì nó vẫn cứ nói tiếng Kinh. Xong rồi đi vào chơi đang kiểu không khoái nhau cái gì mà bọn nó cứ bắn tiếng của bọn nó chì xà chì xù đấy là bọn nó chửi làm ao tu bọn nó chửi mi thì bình thường nhé, bình thường nó vẫn nói tiếng Kinh với mình chứ ít khi nói tiếng dân tộc á, mà đang kháy nhau ui đang kháy nhau mà nó bắn tiếng dân tộc là phải là chép. Phải suy nghĩ rồi xem chép xem cái mặt của nó có hướng về mình không. Hướng về mình là auto nó chửi mình. Mao đệ nó cũng thế mà.